Hôm nay thì em Lê Hương lại về thêm được cho mình một mẫu xe Captiva gầm cao 7 chỗ ngồi số sàn với nước sơn màu vàng cát, hay gọi sang hơn là gọi là màu đồng đi, nhìn rất là đẹp luôn. 7 chỗ gầm cao với cái mặt form dáng rất là đẹp. Cụm đèn pha là đèn bi salon siêu sáng này, có đèn gầm này, giải mặt ga lăng với những cái lưới tản nhiệt nhìn rất là đẹp. Biển 88 Vĩnh Phúc rồi. Những bác nào mà biển 88 mà trong cùng tỉnh mình mà yêu thích dòng xe này thì hãy kết nối ngay cho em qua số điện thoại 0354602790. Hoặc những bác nào ở tỉnh khác mà vẫn yêu thích dòng xe này thì em sẽ rút hồ sơ thành hồ sơ trắng cho các bác, để các bác về sang tên đổi chủ nhé. Xe để cam kết hồ sơ pháp lý đẹp căng nên các bác hoàn toàn yên tâm này. Các bác nhìn cụm đèn pha này đấy, nhìn em mà em quay gần một phát cái cụm đèn pha như là một mắt con mèo, nhìn rất là đẹp luôn. Ốp mạ chrome cao cấp rồi. Mẫu này thì có xin nhan trên gương, form dáng gầm cao 7 chỗ ngồi. Đi sâu hơn nữa đến khu vực sườn xe này thì các bác nhìn cho em này, la răng 5 chấu dạng phay, phanh ABS chống bó cứng này, gầm bệ cao luôn. Để tìm được một em phát Captiva đẹp như thế này thì thợ nhà em đã phải rất là vất vả luôn. Rất là vất vả này, lệnh bà chủ mới bán cho, chứ không phải là mua xe mà có tiền mà mua ở đâu nhá. Nên các bác nào mà sở hữu này rất là ok này. Xin nhan trên gương. Và chiếc Captiva 7 chỗ ngồi này gầm cao thì sẽ có cho em kệ bước chân lên xuống, để các bác lóc nhà mình hay trẻ nhỏ này lên rất là dễ dàng luôn. Đi sâu hơn vào trong khoang động cơ máy móc thì các bác nhìn cho em ạ. Captiva này là trang bị động cơ là 2.4 số sàn 7 chỗ ngồi, đời 2007, em đang bán là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng các bác nhìn. Cụm đồng hồ 3D thể hiện sang lại cụm đồng hồ này, không phải 3D đâu nhưng cụm đồng hồ này full luôn. Nhìn rõ hết này, công tơ mét xăng này. Vô lăng thích hợp 4 chấu, thiết kế kiểu 4 chấu tay lắm vừa thôi. Rất giống với vô lăng của dòng Innova vừa em quay, Innova vô lăng cầm rất là vừa tay luôn. Có màn hình giải trí rồi, có chống trơn trượt, chống độ cho có trơn trượt này, hỗ trợ đổ đèo cho em này. Đầu các bác nhìn này. Đây là một cái đầu để đồ thôi, nhìn rất là xịn sò này, chống trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, vậy là có chống trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo này. Nghe gọi cho em, màn hình nguyên bản theo xe cỡ vừa thôi, có đầu DVD, kết nối các rắc nối này, điều hòa cũng auto cho em nhé, sấy sưởi kính này. Cần số 5 cấp, đây các bác nhìn này, ngay từ cái áo da còn đẹp như thế này cơ mà. Captiva này bác chủ cũ rất là giữ gìn luôn. Đấy, và cái phanh tay nó sẽ thiết kế đặc biệt hơn so với những dòng khác nhé. Nhìn rất giống một cái tay móc cầm này, các bác nhìn này, phanh tay thiết kế đặc biệt này, bấm vào đây và hạ xuống giống như phanh tay bình thường thôi, chẳng qua thiết kế cầm nó hơi, nhìn nó hơi khác lạ một chút này. Hộp bể nước này, bệ chống mỏi tay này, ghế da zin, top ly top lô đẹp căng. Từ cái phần đèn trần này hoạt động hoàn toàn bình thường cho em. Đây gương chống lóa cũng như là có gương nhớ, gương điện này, cam hành trình luôn. Đây là màn hình của cam hành trình, các bác nhìn cho em này, đầy đủ option cho em, nó không thiếu một vấn đề gì này. Đây là cái phần cụp chỉnh gương cho em nhé, cụp chỉnh gương này, xoay đây là đèn rồi. Vậy là chiếc xe này có hỗ trợ chống trơn trượt đổ đèo cho em, chống trơn trượt này, có đổ đèo luôn, ghế da đẹp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng này, ghế chỉnh điện cho em nhé, không phải chỉnh cơ đâu mà chỉnh điện này. Móc khóa cũng như là từng con ốc nhỏ nhất bên cánh cửa bản lề đây, các bác nhìn này, có soi kỹ cho mình luôn. Captiva đây, rất hiếm khi về được một chiếc Captiva mà còn đẹp căng như thế này. Ốc bản lề bên đây cũng vậy luôn, các bác nhìn rõ em này. Bút chấm sơn QC của nhà sản xuất đây. Phần táp ly, thông thường những dòng khác táp ly sẽ là bằng nhựa cứng, nhưng đây là phần da nhé. Đây là da luôn này, đây là hoàn toàn là vân da rồi, không phải là nhựa cứng đâu. Nhựa cứng bên dưới này là ốp giả vân gỗ, nhìn đẹp căng cho em. Gương kính cụp chỉnh điện, 4 quả loa toa bản trang bị trên 4 cánh cửa. Phần này cũng là da mềm cho em rồi, có hộp để nước cá nhân. Quay cho khách hàng nhà mình xem luôn cả keo chỉ zin ở cánh cửa này, cũng như là lốt đinh tán này, kệ bước chân lên xuống. Gương kính thì liền đời theo xe cho em, có hết cả vì chắn mưa này. Đi xa đi làm việc các bác, nhiều bác công trường cũng thích dòng này, thì có cả giá để đồ ở trên nhá. Hàng ghế thứ hai đây các bác nhìn cho em, rộng rãi sạch sẽ này. Bước chân lên hàng ghế thứ hai, đối với một cô gái cao gần 1m7 như em Hương thì rất là rộng rãi. Còn tầm 20 phân nữa mới được, mới chân này, từ chân em cho đến đây phần tầm 20 phân nữa mà vẫn chưa kịch này. Đi chân đất lên đây cũng rất là sạch sẽ thoải mái cho em, vì là sảm thả thảm là thảm 3D. Trên phần thảm 3D lại có thêm cả cái phần thảm rối này. Những cái này là để đồ cho mình, để nước nhá. Đây những khu vực là để nước cho mình này. Thiết kế rất tinh tế luôn, có cổng sạc ở dưới khu vực đây nữa, cổng sạc 12V ở khu vực dưới này.
để những bác nào hàng ghế thứ hai ngồi này. Đó, rất thiết kế rất là nhẹ nhàng luôn. Trần lỉ 3D, à trần lỉ zin theo xe. Còn đẹp cho em, ghế da căng mướt luôn. Hàng ghế thứ ba rộng rãi, đèn này hoạt động hoàn toàn bình thường. Ghế da đẹp căng. Từng con ốc nhỏ nhất thì em Hương cũng quay cho mình. Đây, táp ly là phần bằng da mềm, không phải bằng nhựa cứng đâu ạ. Keo chỉ zin luôn. Đẹp căng chưa ạ? Kệ bước chân lên xuống rất là thích hợp cho trẻ nhỏ cũng như là người già. Ví dụ ông bà có đi xe mà các bác nay ông bà đi thì cũng rất là dễ dàng. Lên nó rất là nhẹ nhàng thôi, không bị cao. Mặc dù là 7 chỗ gầm cao nhưng mà lên cực kỳ nhẹ nhàng cho em. Với cái dàn lốp to bản này, 4 quả lốp to đoản luôn mà sắc led mới đẹp cho em. Phía sau thì với cụm đèn hậu phía sau thiết kế to bản chia ra làm 3 tầng như thế này. Ốp mạ chrome cao cấp xung quanh phần cụm đèn hậu phía sau. Không hề hấp hơi hay là mờ nước nhá. Cam lùi có rồi. Cảm biến va chạm cũng có luôn cho em. 4 mắt cảm biến, 5 mắt cảm biến va chạm cam lùi. Và đây là một em đến từ Vĩnh Phúc này. Biển 88. Mở phần khoang cốp cho khách hàng nhà mình xem. Nếu như ngồi đủ 3 hàng ghế thì sẽ là một phần khoang cốp vừa thôi, cũng giống như chiếc Innova. Khoang cốp vừa thôi, nhưng nếu như không ngồi đủ thì gặp cái hàng ghế này xuống thì sẽ là một cái chỗ để cột đồ cho mình rất là lý tưởng luôn. Dù ngồi ở hàng ghế nào đi chăng nữa thì điều hòa nó đều làm mát quanh xe đấy các bác, hoàn toàn tâm nhé. Điều hòa nó làm mát quanh xe. Tận khu vực cuối cùng của chiếc ghế xe này cũng có cho em một cái cổng sạc 12V. Và có hộc để nước như thế này. Em nhìn như một cái giường thu nhỏ luôn này. Quay cho các bác keo chỉ ở phần lắp cốp của xe đây. 5 mắt cảm biến va chạm mà giá chỉ có 210 triệu đồng cho chiếc Captiva số sàn đấy ạ. Lốp sơ cua thiết kế tinh bạc, tinh tế nhá, được giấu ở khu vực dưới gầm như thế này. Gầm bệ sạch đẹp, không hề bị rỉ sét hay là mục mọt gì. Đứng góc nghiêng cho khách hàng nhà mình xem đây ạ. Đứng góc nghiêng cho khách hàng nhà mình xem. Form dáng rất là đẹp, ốp mạ chrome cao cấp rồi. Có đèn báo rẽ trên cao này, những bác nào đi công trường, công trình thì rất là phù hợp khi mà mua chiếc xe này. Nếu như không đủ kinh tế mà mình mua bán tải đời cao thì mình có thể mua Captiva cho em nhé. Đi công trường, công trình gầm cao cũng rất là tiện lợi luôn này. Đó, với 4 quả lốp trang bị to bản. Còn rất là mới là những cái lông tua này, còn nguyên cho em. Khe rãnh vẫn còn sâu lắm, còn lâu mới phải mất tiền thay. Đấy, la răng cực chất luôn. Quay luôn cho các bác. Táp ly cửa bên đây cũng vậy, đẹp căng cho em nhé, keo chỉ zin. Bệ chống mỏi tay này là bằng da đẹp rồi, móc khóa cửa hoạt động hoàn toàn bình thường. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình, ghế da thì không phải khen nữa, khen nhiều quá. Không phải khen làm gì nữa, khen nhiều quá luôn. Gương kính đèn đờ theo xe, ốp mạ chrome cao cấp vì chắn mưa trên 4 cánh cửa. Tắt bật cảm biến có này, trơn trượt, chống trơn trượt này, hỗ trợ đầu đèo có luôn. Thảm bước chân lên xuống này, kệ bước chân lên xuống, thảm đẹp rồi. Từng con ốc nhỏ nhất em quen khách hàng nhà mình. Keo chỉ bên cánh phụ cũng vậy luôn ạ. Em sẽ quay trực tiếp khách hàng nhà mình xem nhé. Có đèn cảnh báo khi mở cửa ra thì nó sẽ sáng lên, để những khu vực phía sau có thể biết rằng mình đang mở cửa, đúng không ạ? Phanh ABS trang bị đầy đủ cho mình cả 4 bánh. La răng 5 chấu thể thao đẹp. À 246 nhá, 5 chấu thiết kế, à la răng thiết kế 6 chấu này. Gầm bệ đây em quay luôn cả gầm bệ cho khách hàng nhà mình xem. Và bây giờ thì em sẽ mở khoang động cơ máy móc lên để khách hàng nhà mình cùng xem. Một chiếc Captiva số sàn đời 2007 210 triệu thì khoang động cơ máy móc sẽ có những gì nào. Đây em sẽ mở khoang động cơ máy móc của chiếc Captiva đời 2007 đây. Giá chỉ có 210 triệu. Mà 7 chỗ gầm cao các bác nhìn, có đôi thụt này. Có đôi thụt rất là nhẹ nhàng, mở một phát lên là nó sẽ đẩy lên cho mình. Không cần phải chống bằng những cái kia nữa rồi, mà nó sẽ có cái này đỡ cho mình luôn, thụt cho mình. Quay cho cả các bác nhìn phần tai đèn này, động cơ máy móc này, ụ giảm chấn này và hệ thống phanh ABS cho mình nhé. Động cơ đây, thiết kế cực kỳ gọn gàng đẹp mắt luôn, không hề bị rối đâu. Có nhiều dòng xe thiết kế dây nó cứ bị rối, nhưng đối với dòng Captiva này nhìn rất là gọn gàng, rất là đẹp mắt luôn. Đi thật là chậm khu vực khoang động cơ máy móc để khách hàng nhà mình có thể xem nhé. Zoom thật kỹ cho em. Tận bên trong khoang này, gầm bệ này em đi thật là sâu rồi này. Mà cứ chỉ cần mở cái lắp cabo này, các bác nhìn này, chỉ cần nhìn cái thảm này thôi. Nếu như xe mà chạy nhiều, xe mà lát thì không bao giờ giữ được một cái thảm. Đơn giản chỉ là một cái thảm lỉ thôi, vừa chống ồn, vừa để giảm nhiệt cho mình. Nhưng mà giữ được cái thảm này nó là cả một vấn đề luôn. Quay tai đèn này,
đôi thụt cho mình rất là nhẹ nhàng, mở xe lên, mở lắp capo lên rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, đóng xuống rất là nhẹ nhàng nhá. Vừa rồi thì em đã quay cho các bác nhà mình xem một mẫu xe Captiva đời 2007 với giá bán là 210 triệu đồng. 7 chỗ ngồi 210 triệu đồng. Trang bị động cơ là 2.4 số sàn. Những bác nào thật sự yêu thích dòng Captiva 7 chỗ gầm cao và với phân khúc hơi 200 triệu một tí tẹo như thế này thì nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Mà trời thì bắt đầu trời mưa rồi. Có lẽ là sắp mưa, Hải Dương sắp mưa rồi nên em xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.